Người đẹp, làm gì vậy? Cứu tôi với, làm gì vậy? Cứu tôi, cứu tôi với. Cảnh sát đây, các người đang làm gì vậy? Đừng có nhiều chuyện quá. Con đang bàn nhiều chuyện định chạy hả? Cứu tôi! Thả cô ấy ra, cứu tôi, không được đến gần. Sếp, họ ở bên kia kìa. Địa chỉ đúng không? Đúng rồi. Lúc đó vị trí của anh đang ở đâu? Tôi từ trên kia rớt xuống. Lên xe đi. Trần Huy. Ừ. Gã này trông quen lắm. Tôi chưa gặp qua. Anh ta lấy thẻ cảnh sát ra kìa. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta là đội trưởng đội xe ở sở cảnh sát Cửu Long. Thế hả? Đội trưởng đội xe mà dũng mãnh như thế sao? Quả thật mới gặp lần đầu. Thành, bánh xe mềm rồi. Tôi biết rồi anh Quyền. Anh Quyền, tôi xuất xe đây. Được. Chào anh Quyền. 10 giờ sếp Quý sẽ dùng xe. Tôi biết rồi sếp. Tám giờ rưỡi. Hoa Hoa, có hả? Giúp tôi đưa cho anh Quyền. Dân, thưa sếp. Kiều Mỹ. Kiều Mỹ. Sao càng gọi anh càng đi vậy? Tôi làm lịch trực tuần, giúp tôi đưa sếp chỉ huy. À, đúng rồi, thứ năm này Trịnh Hạo Đông nghỉ phép. Ai trực thay cho anh ta, để tôi kiểm tra giúp cô. Được, cảm ơn anh. Anh Quyền, lịch trực của PSU1.
Anh Uy, chào anh Quyền, cho xe đưa tôi xuống Vịnh Nhỏ được không? Có chuyện gấp à? Không, tìm người lạc thôi. Chắc dùng xe trong 2-3 tiếng, có khi 4-5 tiếng cũng không chừng. Bên anh có xe không? Để tôi xem, đợi nha. Tiểu Văn, chở anh Uy đến Vịnh Nhỏ, tôi trực thay cho cậu. 11 giờ đến bãi lấy xe. Vâng ạ. Anh Quyền, đưa anh Uy ra Vịnh Nhỏ, đợi chở anh ấy về. Tôi đi trước nha. Xe 7654. Cảm ơn. Sếp, chúng ta đi được rồi. Đi thôi. Anh ngồi đằng sau. Được. Chào anh Quyền. Hôm nay đến phiên anh lái xe à? Đội xe bận lắm, tôi thay ca thôi. Đi thôi. Qua đó kiểm tra xem đâu mất rồi. Chạy vào trong rồi. Này này này. Này, đứng yên. Tôi là cảnh sát. Cảnh sát đây, dừng tay lại. Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Đồng nghiệp đây, họ cố tình gây thương tích, khởi tố đi. Anh đứng yên, chi chuyện đang đến. Tiểu Trung, chú Quyền, chú về rồi à? Xin lỗi, tôi về sở để cho lời khai nên đến trễ. Tạm biệt, về tôi về nhé. Đợi đã. Hôm nay nó có ngoan không? Nó ngoan lắm. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Tiểu Trung, đọc cho bố nghe đi. Một. Hai. Tiếng Anh sắp giỏi hơn bố rồi. Hôm nay con ở trường học được gì? Giá bao bố. Là bao bố mà hội từ thiện dùng để quyên góp. Con làm được bao nhiêu cái? Nhiều lắm. Nhiều như thế này hả? Nhiều nhiều lắm. Có nhiều bằng này không? Nhiều lắm. Con giỏi quá. Chú Quyền, vậy tôi về nha. Tạm biệt. Để bố nấu cơm cho con ăn nha. Tạm biệt, không tiễn nha, không cần đâu. Thúy Hân, cô đến rồi à? Xin lỗi tôi đến trễ. Cô muốn ăn gì thì đi lấy nha. Không cần đâu, trên bàn còn nhiều mà.
Bảo em đi lấy thì đi lấy đi. Trên bàn làm gì còn thức ăn? Cứ thích tỏ vẻ biết điều. Thế mà để anh ngồi ở đây đợi. Sao hả? Ra vẻ tiểu thư à? Đi thôi, tôi đi lấy thức ăn với cô. Món cá này lúc nãy bọn tôi mới ăn. Cũng được đấy, cái viên này cũng được lắm. Thật ra tôi không có đói lắm đâu. Dù sao tôi vẫn chưa no. Cô ăn chung với tôi nhé. Cô thích ăn rau phải không? Tôi lấy cho cô nhé. Cùng nhau ăn. Tuy quán này của anh, em cũng không cần lấy nhiều như vậy. Này, anh tưởng quán này là do anh mở sao? Cậu anh mở đi, nên anh mới có thể sống nhờ ở đây. Bây giờ làm như tôi không có tiền trả vậy. Hay quá nhỉ. Cô chỉ là nhân viên phục vụ thôi, có tư cách gì mà lên tiếng. Anh Châu à, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là anh rất hẹp hòi để bụng. Tôi có nói nhiều tiền lắm mà. Anh sỉ nhục tôi như thế vui lắm sao? Các người coi kìa, nhân viên phục vụ thôi mà lớn lối như vậy. Có cần phải nhắc đi nhắc lại tôi chỉ là con phục vụ không? Đúng thế, tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Anh tưởng anh giỏi lắm hả? Anh cũng là nhân viên phục vụ, giống như tôi mà. Ai cũng biết rõ anh không phải là đại thiếu gia gì hết. Tôi làm gì chả có liên quan đến cô. Em về trước đây. Này, em làm gì vậy? Này, em định đi đâu vậy? Này, Liên Thúy Hân, em đứng lại. Em làm sao vậy? Em chỉ đến trễ một chút, anh nổi nóng làm gì chứ? Thằng bé em đang chăm sóc bị mắc bệnh tự kỷ. Chẳng lẽ bỏ nó ở nhà để chạy đến ăn cơm với anh sao? Lại là thằng nhóc ngu si đó và bố của nó hả? Anh muốn nói lâu rồi, em nghỉ việc đi. Em không làm việc này thì làm việc gì đây? Anh nuôi em hả? Anh không muốn em làm. Không muốn nói với anh nữa. Này, anh chưa nói hết đâu. Này, giờ em nổi giận chuyện gì vậy? Anh đang nói với em đấy. Anh đã làm sai gì? Liên Thúy Hân, em đứng lại cho anh. Anh vẫn chưa nói xong. Em chịu không nổi nữa rồi. Ngày mai mới nói tiếp. Cả hai nên bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì thì hôm nay nói cho hết đi. Em không muốn nói nữa. Chúng ta mai mới nói đi. Em phải về nhà. Anh làm gì vậy? Tránh ra. Tránh cái gì? Tránh ra. Cô lại muốn gì nữa? Sao hả? Muốn đánh tôi à? Có tin là tôi báo cảnh sát không? Làm thử xem. Thôi bỏ đi Tiểu Thiện. Cô vào trong trước đi. Cô vào trong trước đi. Có chuyện gì chứ? Chúng ta để ngày mai nói tiếp được không? Coi như em xin anh đấy. Được. Được rồi, ta vào trong thôi. Con thức rồi hả? Bố làm bữa sáng cho con ăn nha. Con muốn ăn gì? Ăn cơm gà. Con nhỏ không nên ăn nhiều thịt quá. Ăn rau nha. Không chịu. Con muốn ăn cơm gà. Đánh răng rửa mặt trước đi. Đánh răng không phải như thế. Con nhìn nè. Bên trên rồi xuống dưới. Nhẹ chút. Ngoan lắm. Châu Văn Hán, cậu ở đó làm gì vậy? Nướng cá. Quán còn nhiều việc chưa xong lắm. Cho dù mẹ cậu là em gái tôi, cũng không có nghĩa cậu không cần làm gì cả. Thank you.
Ai thế? Tôi đây. Anh làm gì nữa? Thúy Hân không có ở đây. Mới sáng ra đã đi đâu vậy? Ai mà biết? Anh ồn ào quá, tôi đang ngủ đây. Tôi đang tìm người. Cơm gà, Tiểu Trung muốn ăn cơm gà. Tiểu Trung muốn ăn cơm gà. Ngoan đi. Tim con yếu, không thể ăn nhiều thịt. Cơm gà, mấy ngày nữa bố xào cho con ăn. Không chịu. Cơm gà, cơm gà. Ngoan đi, vài bữa nữa bố làm cho con ăn. Chuyện gì vậy? Hôm nay Tiểu Trung không ngoan. Tiểu Trung, con không được đánh bố. Mau ăn đi. Để chị đút cho em ăn. Thế mới là bé ngoan. Ăn xong chúng ta xem phim hoạt hình nhé. Nào. Tối nay tôi sẽ về lúc 7 giờ. Được, tôi biết rồi. Đường Thư Diện và đường Giới Ngân dạo này có nhiều trộm cướp. Chúng ta điều thêm người tuần tra khu đó. Rõ. Cô giúp tôi sắp xếp lại lịch trực. Rõ. Vậy tôi đi ăn nhé sếp. Được. Châu Giang Hán, anh đang làm gì vậy? Anh có thể làm gì chứ? Thì đợi em. Đợi em. Đợi em làm gì? Tối qua em đi đâu? Tối qua em không đi đâu cả. Sáng 7 giờ anh đã đến gặp em, mà em không có ở nhà. Em đi đâu? Tối qua em không ngủ được nên ra biển hóng gió. Ra biển? Em định lừa anh hả? Em định lừa anh làm gì chứ? Em đi chơi với trai. Anh điên rồi. Thế em nói đi, em đi đâu vậy? Hôm qua chúng ta cãi nhau, em không ngủ được nên ra biển. Sau đó em đi làm. Anh không tin. Anh không tin cũng đành chịu. Em nhìn xem đây là gì. Uổng công anh sáng sớm đã dậy nướng hai con cá này cho em. Không ngờ em lại đối xử với anh như vậy. Em đi chết đi. Tiểu Thiện, cô có ở nhà? Tôi có thể đi đâu được chứ? Nhà thì nhỏ. Lại cãi nhau à? Không sao. Quyền,
Anh đang nhìn gì vậy? Chuyện nhỏ thôi mà. Sao lại là chuyện nhỏ? Con gái Hồng Kông thích thế mà. Cái này gọi là phong độ. Phong độ là gì? Anh xem thằng mập đó hạnh phúc chưa kìa. Đến rồi à? Hai anh đang nói gì vậy? Không, đang nói cô gái đó đấy. Cô ấy đang rất hạnh phúc. Thằng mập xách túi xách cho cô gái đó. Thế thì đã sao? Gì chứ? Đàn ông mà xách túi giùm con gái, thật là khó coi. Thằng đó xách túi thì được, còn tôi thì nói không được à? Này, cảnh sát, đứng lại. Cô ơi, cô không sao chứ? Không có sao, anh làm gì vậy? Tôi là cảnh sát, cô cứ bình tĩnh. Cô có bị thương không? Không. Cô có cần kiểm tra vết thương không? Cô ơi, Vinh, cho tôi mượn xe đạp. Anh mượn để làm gì? Bắt cướp. Cô có bị thương không? Có cần vào bệnh viện kiểm tra không? Không cần đâu, tôi không có thời gian. Được, thế thì cùng tôi đến sở cảnh sát cho lời khai. Tôi có hồ sơ quan trọng cần phải đưa cho sếp. Hay là anh đi với tôi nhé. Cô ơi, công ty của cô ở tầng mấy vậy? Tầng 5. Dám đánh lén tôi hả? Đứng yên. Đánh lén tôi hả? Còn dùng giày cao gót đạp vào bụng tôi. Cảnh sát đi, đứng yên. Nhiều cọc tiền đô Mỹ thế. Thank you.
Tiểu Trung, em làm gì vậy? Tiểu Trung à, không được uống, không được uống đâu. Nhổ ra mau, giờ lắm. Còn khát nước, cho nó uống nước đi. Em ngoan đi, nếu không lần sau không đi em đi chơi nữa đâu. Nhổ ra hết đi. Ngoan đi, nhổ ra đi. Chú yên tâm, cậu ấy vẫn chưa nuốt. Đường cơ đi đẹp lắm, anh quá khen. Bia đây. Châu Văn Hán, anh đang làm gì vậy? Lại chơi với bọn chúng hả? Bạn bè lâu lâu gặp nhau không được sao? Anh lại nợ tiền anh ta à? Không, lại đánh bạc nữa phải không? Đã bảo không có mà. Anh đừng gạt em nữa. Anh không muốn nói với em nữa. Anh Đại Kim, anh Đại Kim, bia đây. Mày không thấy tao đang chơi à? Châu Văn Hán, tiền mày nợ tao khi nào trả đây? Em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh thôi. Nhớ đi, em trả tiền lời cho anh trước nha. Lần này tao đến tìm mày không phải để đòi nợ, mày yên tâm. Tức là sao? Tao đang có một vụ làm ăn, sẽ cho mày làm chung. Đến lúc đó thì mày có thể một lần trả hết nợ cho tao. Làm ăn gì vậy? Vẫn chưa đúng thời điểm. Khi nào được tao sẽ nói cho mày nghe. Được, tao đang chơi pizza, mày ra ngoài đi. Được. Sếp Lâm, mau cứu chúng tôi với. Anh ra tôi muốn đốt quán và giết mọi người trong đó. Bố, chú Canh và cháu của tôi đang ở trong. Để tôi đi với cô, gọi cho trụ sở. Lão già chết tiệt, bảo ông ta đưa tiền một chút không được. Phải cho ông ấy thấy sự lợi hại của tôi mới được. Tránh ra. Chú An, anh là ai? Có chuyện gì? Cảnh sát đây. Đừng có nhiều chuyện. Tôi phải cùng chết với hai lão già này. Bảo ông ta đưa tiền, ông ta không chịu. Bây giờ tôi đang mắc nợ người ta. Bọn chủ nợ muốn đến tận nhà chém tôi thành trăm mảnh. Hôm nay tôi sẽ tính sổ với họ. Còn cái quán này nữa, các người muốn tôi chết chứ gì? Tôi sẽ cùng chết với các người. Tôi đã mở bình ga rồi. Các người không được vào đây. Vào đây chỉ có nước chết thôi. Cảnh sát đang làm việc, tránh qua một bên. Tình hình bên trong thế nào? Bên trong có một người đàn ông đang uy hiếp ba con tin còn mở cả bình ga. Bên trong là anh tôi, anh ấy giống như đang lên cơn điên vậy. Anh ấy đòi tiền của bố, bố không cho, nên anh ấy cầm dao chém người. Chú Canh giành ra bị anh ấy chém nhiều nhát, chảy rất nhiều máu. Người còn lại là ai? Con trai anh tôi, Tiểu Ba. Có cách nào vào bên trong không? Bên trong mở bình ga rồi, giờ cô xông vào nguy hiểm lắm. Để tôi thông báo với chuyên gia đàm phán. Cô đi theo tôi. Có ai không? Có chuyện gì vậy? Có thể kiểm tra trần nhà của cô không? Kiểm tra trần nhà làm gì? Có thang không? Ở phía sau. Cảm ơn. Anh không thể vào trong đó được đâu. Tôi còn phải kinh doanh nữa. Qua đây. Anh là ai vậy? Anh kéo tôi ra đây làm gì? Nhà kế bên đang có chuyện, nên muốn mượn chỗ này của cô. Thì anh cứ qua bên đó giải quyết. Anh làm gì vậy? Sao lại lấy thang ra đây? Để tôi ra sau xem. Được. Tôi nghĩ có thể qua bên đó. Qua bên đó? Anh điên rồi sao? Trần nhà bằng thạch cao thôi, sao trường qua đó được? Không được thì tôi sẽ xuống lại. Hợp tác đi được không? Lâm, bảo với anh Uy là cửa sau đã bị khóa. Tôi sẽ ở đây canh. Vâng, thưa sếp.
Đừng có dở cả tiệm của tôi đi. Xin lỗi, nó nhỏ thôi. Nhà kế bên nghe rõ lắm, rất nguy hiểm. Ngửi thấy mùi khí ga chưa? Nếu nó phát nổ thì cô cũng phiền đấy. Nổ hả? Tại sao không có ga thế? Không có tiền đóng phí. Mày có khi nào về nhà đâu mà biết. Chờ tôi hả? Muốn ép tôi chết phải không? Được, cả đám cùng chết vậy. Muốn ép tôi chết phải không? Mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Dừng xe lại. Xin lỗi. Có chuyện gì vậy sếp? Anh có thể mở loa phát thanh to lên được không? Cảm ơn. Cái này là trực tiếp mà. Càng tốt. Anh dùng micro nói đi. Nói gì đây sếp? Anh là nghị viên Trần Hữu Khang phải không? Anh nói là tôi là Trần Hữu Khang. Mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Nói lớn lên, hào hứng lên. Rồi sẽ có nhiều người bỏ phiếu cho anh. Nói lớn lên, lớn hơn nữa. Tôi là nghị viên mã số 1 Trần Hữu Khang. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Nghị viên Trần Hữu Khang có thể xoay cái loa của anh ra đằng sau không? Nó xoay không được, xe thì xoay được. Thế thì anh xoay đầu xe đi để tôi giúp anh. Bên này cô chặn xe theo hướng này. Anh chỉ cần nói lớn tiếng là được. Nói lớn lên nha. Tôi là nghị viên mã số 1. Nói lớn lên, đúng rồi. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Xin mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Mọi người nhớ bỏ phiếu cho tôi. Muốn dụ tôi mở cửa hả? Nằm mơ đi. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Chú An, mở cửa đi, từ từ thôi. Không sao đâu, đưa chú ấy lên xe cứu thương. Bố không sao chứ? Khóa anh ta lại. Tìm người qua đây giúp đi. Đưa anh ta lên xe. Các anh có ai thấy Lữ Kiêu Mỹ không? Không. Anh ta đâu rồi? Sếp, tôi định đi theo sau anh Quyền để chỉ diện cho anh ấy, nhưng mà chúng tôi đã bắt được tên tội phạm rồi. Anh đang làm gì vậy? Tôi bị kẹt rồi. Đem thang đến đây. Tôi sẽ chỉnh giúp cô leo lên trên đi. Rõ. Nè, sao anh lại ra nông nổi này? Xin lỗi. Càng giúp càng rối mà. Cũng may không làm hỏng gì. Tôi không dám lên tiếng luôn đó. Tôi đang đợi mọi người khống chế hiện trường xong mới dám lên tiếng. Không phải chứ. Để lập hồ sơ. Cười lên đi.
Tiểu Trung, ăn cơm thôi. Về rồi hả? Có cơm rồi nè. Tiểu Trung qua đây, ngồi xuống đi. Ăn cơm thôi. Cô về đi. Được. Tạm biệt Tiểu Trung nhé. Chào chú Quyền. Chào cô nha. Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung mà, Tiểu Trung. Chú Quyền, Tiểu Trung, Tiểu Trung lên cơn đau tim, ra đi trong giấc ngủ rất bình an. Tôi xin lỗi. Không phải lỗi của cô cũng vất vả rồi. Bên địa ốc nói thế nào? Phải đợi đến khi hết hợp đồng. Vậy phải đợi lâu lắm à? Không sao. Dù sao tôi cũng phải tìm chỗ ở. Áo của Tiểu Trung thì sao? Bán đi chị. Không thì tặng cho người khác. Chú có muốn giữ lại cái nào không? Cái áo này được mua lúc tôi và Tiểu Trung lần đầu tiên đi máy bay. Chuyến đi đó rất vui. Đó là lần đầu nó ngồi máy bay. Nó chạy khắp máy bay bị người ta mắng. Kể từ lần đó tôi không còn đi máy bay với nó nữa. Không cần giữ lại đâu. Nếu bỏ đi thì không còn kỷ niệm được nữa. Cũng được. Thế thì để lại vậy. Cô mau về nghỉ ngơi đi. Chú Quyền, tôi đã nói với chú chưa nhỉ?
Lúc trước hàng ngày Tiểu Trung đều ngồi trên ghế này đợi chú về. Cho dù chú có về trễ đến đâu, nó cũng luôn ngồi ở đó đợi chú. Chú có biết không? Vậy tôi về nha. Chú hãy nghỉ ngơi đi. Chào bố. Bố khỏe không? Tiểu Trung, bố có lỗi với con. Bố chưa dẫn con đến nơi mà con thích. Con thích ông già Noel. Bố vẫn chưa dẫn con đi ngắm tuyết. Con hẳn là rất thích tuyết. Tuyết rất trắng, rất lạnh. Bố à, cảm ơn bố vì mọi thứ bố đã làm cho con. Tuy ngày tháng con sống trên đời này không nhiều, nhưng con cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của bố. Cảm ơn bố đã chăm sóc cho con trong mấy năm qua. Cảm ơn bố. Cảm ơn tình yêu của bố dành cho con. Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Các bạn, giờ học hôm nay đã hết. Còn nửa tiếng nữa mới trả sân tập. Nếu thích các bạn có thể ở lại tiếp tục tập luyện. Thưa cô, tôi muốn luyện thêm một chút nữa. Cô có thể dạy tôi không? Hôm nay tôi có việc rồi, lần sau nhé.
Xin chào. Anh muốn luyện thêm hả? Tôi luyện chung với anh nhé. Cảm ơn cô. Đừng khách sáo, chúng ta bắt đầu. Sao không về? Còn nửa tiếng nữa. Được. Rất vui được gặp cô. Ăn sáng chưa? Chưa. Tốt quá, hay chúng ta cùng đi ăn nhé. Không cần. Thế tôi về trước nha. Tạm biệt. Đi thôi. Đi ăn sáng thôi. Giải tán. Thúy Hân, em đến rồi hả? Qua đây ngồi đi. Xem anh mua gì cho em nè. Thích không? Sao bỗng dưng tặng quà cho em vậy? Bạn trai mua quà tặng cho bạn gái là chuyện bình thường mà. Đẹp không? Đẹp lắm. Anh lại tốn tiền nữa rồi. Sao thế? Sao em lại nói năng kỳ lạ vậy? Thế hả? Đúng rồi. Vài ngày nữa anh phải đi Hồng Kông. Em không cần phải nhớ anh đâu. Anh sẽ về sớm thôi. Nói không chừng nếu gặp Mai, anh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đó anh có thể đi du lịch với em rồi. Du lịch? Đúng thế. Chẳng phải em bảo muốn đi Bắc Kinh sao? Đi thăm Vạn Lý Trường Thành và Thiên An Môn. Anh cũng chưa đi. Người ta bảo Bất Đáo Trường Thành phi hảo hán. Chúng ta chia tay nhé. Chia tay? Tại sao lại chia tay? Em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, rời khỏi Thẩm Quyến. Sao lại bắt đầu từ đầu? Sao lại chia tay? Chẳng phải thế sẽ tốt hơn à? Không ai quản anh, cũng không ai làm phiền anh. Anh phải vui mới đúng chứ. Em có người khác à? Em thích cái gã cảnh sát đó. Không liên quan gì đến người khác. Đây là quyết định của em. Từ khi thằng nhóc tự kỷ đó chết, em ở nhà hắn còn nhiều hơn ở nhà mình. Em cấm sừng anh. Gì chứ? Em với chú ấy không có quan hệ gì cả. Hơn nữa anh không phải là chồng em. Thúy Hân à, em đừng bỏ anh. Anh thích em lắm, anh sẽ thay đổi mà. Em đã quyết định rồi, vậy nha. Được, em quyết định đi thì đừng bao giờ trở về. Giờ em sẽ đi và không bao giờ trở về. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Chào anh Văn. Anh ký tên giùm tôi. Được rồi. Xong rồi, cảm ơn cô. Sư Quynh, chiếc xe sao rồi? Sửa xong chưa? Hết cát rồi, phụ tùng hư cả. Cô giúp tôi đi. Hết cát rồi, xe cũ quá. Tôi là sĩ quan 71390 Long Quốc Quyền, đến để phỏng vấn. Mời ngồi. Cảm ơn. Các anh thấy sao? Kinh nghiệm anh ta vẫn chưa đủ, không có thành tích gì đặc biệt. Nhận xét của cấp trên với anh ta rất bình thường. Năng lực và tích cực không đủ. Tôi cũng nghĩ thế. Vậy là không được rồi.
Người tiếp theo chính là Lâm Quốc Quyền, 52 tuổi, đội trưởng đội xe, đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn xin được chuyển sang đội điều tra. Còn 3 năm nữa là nghỉ hưu rồi, chẳng lẽ muốn thăng chức nữa sao? Thành tích của anh ta rất tốt, chiến tích nhiều vô số kể. 11 năm trước, tự xin chuyển công tác, giờ lại chuyển về à? 11 năm trước, lý do mà anh ta xin chuyển công tác là bởi vì con trai anh ta bị bệnh tim và tự kỷ. Tháng trước con trai anh ấy đã chết, cho nên anh ấy muốn xin chuyển công tác. Cũng phải nghe chính anh ta nói mới được, không thể tự tiện bảo chuyển là chuyển. Dân ạ, bảo anh ta vào đi. Người tiếp theo, dân thưa sếp. 71390 đến lượt anh. Mời vào. Tôi là hạ sĩ quan 71390 Lâm Quốc Quyền. Mời ngồi. Cảm ơn sếp. Sĩ quan 71390, anh yêu cầu chuyển công tác từ đội vận chuyển đến đội hình sự. Tôi muốn nghe lý do của anh. Tôi rất có hứng thú với công việc của đội hình sự. 11 năm trước tôi đã từng làm việc ở đội này. Tôi còn 3 năm nữa là nghỉ hưu. Hy vọng trước khi nghỉ hưu có thể vì nhân dân làm việc. Tốt. Nói hay lắm. Anh làm ở đội xe 11 năm, giờ giấc làm việc ổn định. Với tuổi tác của anh, có thực sự để làm lại từ đầu trong đội hình sự? Công việc đòi hỏi 24/24 luôn sẵn sàng. Tôi có khả năng và ý chí, việc đó không thành vấn đề. Anh cũng đã 52 tuổi rồi. Nếu như cho anh vào đội hình sự thì đây sẽ là một kỷ lục mới. 11 năm trước vì bệnh tình của con trai nên mới chuyển sang đội xe. Tại sao? Anh sợ sau khi anh chết không ai chăm sóc con của anh à? Bây giờ anh không sợ chết sao? Tôi không phải vì sợ chết mới yêu cầu thuyên chuyển công tác. Chết lúc nào cũng được. 11 năm trước tôi biết con trai của tôi bị bệnh tim và tự kỷ. Tôi phải có trách nhiệm với con trai và gia đình của tôi. Sau khi vào đội xe, tôi muốn quản lý đội xe thật tốt. Làm cảnh sát tôi có trách nhiệm trừ gian diệt ác. Tôi muốn mỗi ngày trên cõi đời này mình sống có ý nghĩa, thưa sếp. 11 năm nay anh tham gia 59 vụ hình sự, giúp đỡ bắt tội 67 tên tội phạm. Với hồ sơ thế này, bên hình sự chắc sẽ nhận anh vào thôi. Được rồi, phỏng vấn đến đây là hết. Hãy về đợi thông báo. Anh đi được rồi. Cảm ơn sếp. Châu Giang Hán, tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng. Mày không những có thể trả hết tiền cho tao, mày còn có thể kiếm được một số tiền lớn. Hai ngày nữa mày theo tao đến Hồng Kông. Đến lúc đó chúng ta cùng đến ngân hàng rút tiền. Anh Đại Kim muốn em làm gì vậy? Đừng hỏi nhiều, cứ đợi điện thoại của tao. Đến lúc đó mày chỉ cần xuất hiện là được. Bắt đầu. Anh phải nhường tôi hai vòng. Giảm béo đi, thua anh luôn. Tôi bắn súng chính xác là được. Được, tập chạy xong tập súng vậy. Nguyên à, không cần chạy nhanh thế đâu.
3 phát súng. Được. Hình như anh thắng. Đừng chịu thua sớm thế, qua đó xem. Được, đi nào. 1, 2, 3. Anh may thiệt. Anh không thể nói thế. Không phải phát này may, mà hai phát kia không may thôi. Quyền à, anh chỉ cần luyện tập thêm chút nữa thì sẽ được may như vậy. Luyện thêm nữa vậy. Sao sớm thế? Chú Quyền, hình như tôi còn tiền lương chưa lấy. Đợi chút. Xin lỗi. Chú Quyền, tôi sẽ về quê. Hôm nay khởi hành. Sao đột ngột vậy? Tôi không muốn ở lại Thẩm Quyến nữa. Vậy cẩn thận nha. Chú cũng phải cẩn thận Châu Giang Hán. Tại sao? Anh ta lúc nào cũng tưởng chúng ta có quan hệ. Tôi đã giải thích với anh ta mà anh ta vẫn không tin. Anh ta bảo sẽ tìm chú tính sổ. Tôi biết chú không sợ anh ta, nhưng anh ta là một tên lưu manh, chứ nên cẩn thận thì hơn. Có những việc không thể tránh được. Đại trưởng phu nói một là một, hai là hai. Tôi sẽ nói rõ với anh ta. Anh ta hiện giờ đang ở đâu? Hôm qua anh ta đi rồi, bảo là đi Hồng Kông. Tôi cũng không rõ anh ta ở đâu. Tóm lại chú cẩn thận anh ta. Anh ta điên lắm. Cô yên tâm, tôi sẽ nói rõ ràng với anh ta. Tôi không thể giúp gì được cho chú. Nhưng nếu như anh ta gây phiền phức cho chú, tôi thay mặt anh ta nói lời xin lỗi với chú. Không sao, tôi sẽ không làm lớn chuyện đâu. Thế tôi đi nha. Cảm ơn. Ba ngày nữa là năm mới rồi. Chẳng phải người ta bảo ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế sao? Đều là nói dối thôi. Nếu đúng là tận thế thì tốt biết mấy. Ngày đó, người tôi yêu và người tôi hận đều cùng biến mất. Vậy tôi sẽ không còn nghĩ cách báo ơn và cách báo thù. Thế thì tốt biết mấy. Đừng nghĩ lung tung nữa. Yên tâm,
tôi sẽ không nghĩ như thế nữa đâu. Còn có rất nhiều người xứng đáng để tôi yêu đang chờ tôi. Cảm ơn Chúa đã chăm sóc tôi. Vậy cô bảo trọng nha. Có cảnh sát. Sếp, mời vào. Anh Quyền, gần đây khu đại trạch có rất nhiều người nhập cảnh trái phép phải không? Hình như là không. Có chuyện gì vậy? Tôi mới đi ngang qua đó thấy có nhiều chuyện kỳ lạ. Tức là chuyện gì? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi thấy cây thang và vài sợi dây. Vậy đây cũng không phải là chứng cứ đặc biệt gì cả, nhưng tôi sẽ liên lạc với bên tổng đài hỏi xem. Sếp à, sếp thấy tôi làm thế được không? Được. Cảm ơn sếp. Không có gì. Anh Quyền, giờ đổi xe hả? Được, vất vả cho chú rồi. Không sao đâu anh Quyền. Xong cả rồi, giờ chúng ta đi ngân hàng rút tiền. Mọi người đã rõ phải làm gì rồi đúng không? Rõ chưa? Rồi. Đi thôi, muốn bị bắt hả? Lữ, dừng xe ở phía trước. Cẩn thận đi. Đừng nhìn ra sau. Này, tên ở giữa. Xuống xe. Xuống xe. Cho xe chạy. Cho xe chạy. Tổng đài, tôi là 71390. Tôi thấy 5 tên cướp có vũ trang. Số xe ARK 6580. Giờ xe của chúng đang chạy về hướng đường Lâm Lợi. Yêu cầu hỗ trợ. Xe chúng lại chạy vào đường quan đường. Lên cầu. Theo sát chúng.
tổng đài, tôi là sĩ quan 71930, đã để mất dấu chiếc xe. Chúng tôi nghi ngờ xe của chúng đang chạy về hướng Lâm Điền. Xuống cầu, rẽ trái. Mẹ, đừng ăn nhiều quá, sắp hết phần con rồi. Đừng nhỏ nhen quá, còn nhiều mà. Này, đừng có quên, là mẹ mua cho con ăn đi. Gì mà in ỏi vậy? Chuyện gì thế này? Vội đi lấy giấy khai sinh hả? Đúng đó, vội đi đầu thai sao? Đúng thế, mặc kệ hắn đi. Cho xe chạy đi, nhanh lên. Cho xe chạy đi. Cho xe chạy đi. Này, ai bảo bà xuống xe? Cho xe chạy đi. Ai bảo bà xuống xe chứ? Chết tiệt. Sợ quá, cứu cháu với. Dừng xe. Anh không đem theo súng, nguy hiểm lắm, xuống xe đi. Anh đi đâu vậy? Không liên quan đến anh, không còn thời gian đâu. Anh cẩn thận đi. Chạy thôi. Cảnh sát,
Châu Giang Hán, anh hết đường rồi, đầu hàng đi. Châu Giang Hán, đầu hàng đi. Kiều Mỹ, tôi đang ở tầng trên, vị trí của tôi rất tốt, nhưng không có súng. Cô đem súng cho tôi được không? Anh đang ở đâu? Đây. Hoa Hoa, cô đang làm gì vậy? Yểm trợ tôi. Chúng tôi đầu hàng rồi. Đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa mà. Đừng bắn nữa. Sĩ quan 71390, nghi phạm đang ở kho phía nam, rớt từ trên xuống bị thương nặng, hãy cho xe cấp cứu đến. Mấy tháng sau, anh Quyền, ngày mai anh về tổ trọng án à? Ừ, ngày mai chuyển về CID theo anh Uy. CID à? Cũng giống nhau thôi, phục vụ nhân dân. Lịch trực và thư của anh đây. Anh Quyền, tôi biết trước giờ tôi là một thằng rất nhát gan và yếu đuối, nhưng giờ không thấy nữa đâu. Hằng ngày tôi thấy anh cố gắng làm việc, cố gắng sống tốt. Tôi cảm thấy tôi phải trở thành một người giống như anh vậy. Thực ra, từ trước đến giờ tôi đều có một ước mơ. Nói ra xem. Trở thành đội viên đội phi hổ. Lúc trước tôi không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ tôi đã quyết định đi ghi danh rồi. Được, rất đáng để khích lệ. Tôi biết thật ra thành công hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là quá trình. Nhưng mà tôi biết tôi vẫn đang là thành viên đội xe, vẫn chưa là thành viên đội phi hổ, cho nên tôi đi rửa xe. Nếu không thì tôi không hoàn thành tốt công việc của mình. Nếu ngay cả công việc của mình chưa xong thì tôi không thể trở thành thành viên xuất sắc của đội xe được. Nếu tôi không phải là thành viên xuất sắc của đội xe, tốt. Cảm ơn sếp. Chào chú Long Quốc Quyền, tôi là Liên Thúy Hân.
Nói chuyện với chú quả thật là rất có ích. Bây giờ tôi đã trở về quê, bố mẹ đã tha thứ và chấp nhận tôi. Ngôi nhà lúc nào cũng là nơi tốt nhất. Tôi đang dạy khiêu vũ ở học viện khiêu vũ. Khiêu vũ vẫn là thứ tôi thích nhất. Tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy bọn nhóc khiêu vũ. Chúng cũng đem đến niềm vui vô hạn cho tôi. Tôi hy vọng có thể như chú, cố gắng sống tốt từng ngày, để bản thân không hối hận tiếc nuối. Hy vọng chú có cuộc sống vui vẻ. Nếu như chú có cơ hội đến quê tôi chơi, tôi đã viết địa chỉ của mình ở bìa thư rồi. Phía dưới còn có số điện thoại mới của tôi nữa. Có việc gì cứ gọi cho tôi. Tôi rất vui được quen biết với chú Lâm Thúy Hân. Cô ở đây làm gì? Tôi có dư một hộp cơm. Không ai ăn cả. Anh ăn không? Tôi hỏi anh có muốn ăn hay không? Lữ Kiêu Mỹ. Ăn. Tôi ăn. Chào anh Quyền.